Anh Nghĩa nay đã vĩnh viễn ra đi. Vĩnh viễn ra đi nhưng rất nhiều bạn bè anh tại Montpellier cũng như khắp nơi trên thế giới sẽ còn giữ mãi được hình ảnh về người bạn tươi cười, sẵn sàng vui đùa và giúp đỡ bất cứ ai khi cần thiết. Để chào vĩnh biệt anh Nghĩa, tôi xin được đọc bài thơ của Minh Hồ và Minh Hồ Đào, hai bạn hữu chúng ta vừa nhắc đến. Hai bạn này đã viết bài này riêng tặng anh Nghĩa. Thiên thu xa nhau, thêm một người thân vĩnh biệt đời, quay về nguồn cội cõi vân hồn. Thiên thu không gặp cùng tâm sự, cùng tâm sự trao đổi văn thơ nhạc nhau thôi. Vừa mới thăm người trong bệnh viện, hôm nay nhận được tin đau buồn. Thế gian không còn thấy hình bóng, tiếng nói vui cười liệm tắt luôn. Người chết nhưng thương mến chẳng mất, theo thời gian tựa mũi tên bay. Tiếng danh thơm tỏa lan ngàn ngàn, thấm đậm cõi lòng nhớ hoài. Thêm người thân nhận cuộc hành trình, đến một vùng âm cảnh lãng thi. Ai cũng một lần đi tới điểm vĩnh hằng, dù chưa rộng niềm tin. Xin chúc người tỏa nguyện chuyến đi, đến nơi thế giới mới phân ly. Niết bàn thanh tịnh không phiền não, thoát biển trần ai khổ nghị xin. Chân nào